Đây là một trận đấu không dễ dàng gì của chúng tôi khi phải thi đấu dưới sức ép của 4 vạn khán giả Việt Nam. Vậy nên tôi khá bất ngờ khi các cầu thủ có thể ghi tới 3 bàn. Có lẽ Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, còn non kinh nghiệm nên họ để thua dễ dàng. Tất nhiên hôm nay tôi rất thất vọng. Thái Lan có trong tay một đội hình mạnh, nhiều cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, hiệp 1 các cầu thủ của tôi chơi thi đấu khá tốt, áp sát và làm giảm sức mạnh của Thái Lan. Sang đến hiệp 2, tâm lý thua bàn khiến các cầu thủ bị nôn nóng và không thực hiện đúng yêu cầu của ban huấn luyện. Đó là bài học mà chúng ta cần rút kinh nghiệm.